Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh azticshop.com. Thì dạo gần đây admin đã làm một số video về phần SolidWorks á. Thì admin thấy là số lượng lượt view về build sim admin bắt đầu giảm đi. Đấy nên là thôi để tiếp tục chương trình thì admin sẽ làm ra một số video về build sim nữa. Bởi vì mình admin thấy là cái phần mềm SolidWorks cũng khá là hay mà admin đang đam mê nên là admin muốn ra một loạt series về SolidWorks, mà vừa ra series về video về SolidWorks thì thấy các bạn độc giả này xem có 32 lượt xem này, 30, 50, 31 này, 59 này, trong khi là lượt của BOC rất là nhiều luôn. Đấy thì admin cũng sợ vì mất các bạn mà không 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 muốn học về SolidWorks thì admin sẽ bị các bạn bỏ mất cái kênh của admin ha. Nên admin sẽ làm cái video và từ nay sẽ quyết tâm làm vừa ra video về BOC và vừa ra video về SolidWorks ha. Thì hiện tại hôm nay admin sẽ cho hướng dẫn cho không phải hôm nay admin sẽ làm một cái video về một cái dự án mà admin đang làm là dự án ổn định áp suất trên đường ống này. Đây con này là con cảm biến áp suất này. Đấy con này con cảm biến áp suất. Còn ở đây là hai dạng là đồng hồ áp 3 kim thôi. Để ở đây là hai cái van một chiều và van một chiều này. Đây là hai con bơm. Thì hai con bơm này này nó lấy nước từ cái bể này. Đó được chưa? Và nó sẽ đi nó sẽ đây ở đây có hai đồng hồ áp để xem thử là con bơm này nó bơm có lên áp hay không. Đây là hai van một chiều để bảo vệ là cái bơm ha, và đồng thời là đây một con van một đây là một con cảm biến áp suất trên đường ống áp suất tuyến tính, mình check cho nó min là không này, mắc ở đây là tùy ha vì 53, còn hiện tại bây giờ chưa có chảy bơm nên là đang là không ha, giá trị thực tế là không. Thì đối với admin làm á, thì hai con bơm này này nó đều có 3 chế độ. Một chế độ là local là chế độ mà điều khiển bằng mặt phần cứng của nó các bạn. Chế độ local là chế độ điều khiển bằng mặt phần cứng. Còn có một cái chế độ nữa là gọi là chế độ local nhá, là chế độ điều khiển bằng mặt mặt phần cứng nhá, nghĩa là không có liên quan gì đến BOC hết á. Đấy ha. Còn khi mà người ta vặn qua chuyển qua cái nút mà SCADA hay là HDMI thì nó có hai chế độ, một chế độ là manual mode và một chế độ là auto mode ha. Con bên này cũng thế, một chế độ manual mode và một chế độ auto mode thì chạy ha. Thì manual mode thì mình sẽ on off bằng tay, start stop bằng tay ha. Hiện tại đang ở chế độ này nên là mình không start stop được này, kể cả chế độ manual hay là chế độ gì mình start stop không được ha. Đó thằng bên này cũng thế, bởi vì đang là chế độ local, local là điều khiển bằng mặt phần cứng. Còn khi mà ví dụ như đang ở chế độ mà ở đây nếu chuyển qua chế độ main hết á, được chưa, mà nếu người ta nhấn tham men thì lập tức là hai con này sẽ chạy luân phiên với nhau. Đấy ha, hai con này sẽ chạy luân phiên với nhau. Con này chạy bao nhiêu tiếng, con kia chạy bao nhiêu tiếng ha. Còn nếu như mà người ta ở chế độ người ta set đây chế độ auto hết. Được chưa? Automatic hết cả hai con ha, automatic hết cả hai con. Với điều kiện là phải chuyển qua HDMI nhé. Thì người ta chỉ cần nhấn tham auto cái thì hai con này cùng chạy luân phiên, nhưng tốc độ của nó thì không không cần phải set ở đây. Đó, tốc độ nó sẽ chạy theo cái tốc độ của cái thằng điều khiển bộ điều khiển BED này ha. Thì thôi để khỏi mất thời gian các bạn thì hôm nay admin xin hướng dẫn cái đề tài là System Water Supply Coca-Cola Factory, là cái hệ thống điều khiển nước cấp ở nhà máy Coca-Cola ở bên Campuchia admin đang nhận ha. Rồi, thì bây giờ để làm được như vậy thì mình cho là mô phỏng thôi. Admin đây tiên là local này. Thì admin phải chuyển qua, các bạn nhìn thấy này, đang là gì? Local. Admin sẽ chuyển qua cho nó là qua gì? HDMI ha. Đấy, tu này, nhấn Ford này. Đó. Nó qua HDMI. Đó thì các bạn nhìn thấy này, nó đang ở chế độ HDMI mà mình đang ở chế độ Automatic ha. Đó, mình chuyển qua chế độ Manual đi. À, mình Stop này. Đó ha. Stop. Stop không được. Stop, stop, stop. Kỳ lạ vậy hả? Thằng này bị gì không stop được ta? À, tắt cái thằng tham men này đi. Rồi. Stop. Đó. Này. Đấy ha, các bạn nhìn thấy này. Ở trạng thái bình thường á, à ở đây là mình xét tần số nó là 50 này. À, 50.
Đó, mình xét tần số 50. Bây giờ là đối với chế độ mà khi mà mình chuyển qua cái nút SCADA đó, HDMI á, thì mình nhấn nút start này thì con motor này nó chạy, và nhấn nút stop này thì nó dừng ha, này, start này. Đó, được chưa? Đó, start nó chạy này. Đó, được chưa? Con bên này cũng thế, mình nhấn nút start này. Đấy, nó chạy thì nó đảm bảo running đây ha. Tần số ở đây mình có thể mình xét tần số đây. Thì ở chế độ local thì nó sẽ nhận nhận cái tần số đấy ha, bấm 1 và bấm 2. Được chưa? Thì chạy trong khoảng một thời gian nhưng mà nó không lên áp á, nếu như chạy một trong một thời gian nó không lên áp suất á. Đó thì hai cái con này này. Đây, khi nào cái đó này nó báo này. Bị đổi màu vàng này thì mình vô đây mình kiểm tra là no blazer, là không không có áp suất lên. Thì cái chức năng của cái con đồng hồ áp suất 3 kim á là để bảo vệ con motor này này, no pressure. Đó ha, mình nhấn reset này. Đó thì nó đang stop, nhấn run lại này, đó ha, thì nó chạy này. Nó con bên này cũng thế, nó báo là no pressure. Đấy, no pressure nghĩa là không có áp suất lên. Thì mục đích của cái con đồng hồ đo áp này này là để bảo vệ những con bơm này khi mà nó chạy một thời gian mà không lên áp thì sau bao nhiêu giây á thì cho nó cắt đi. Thì hiện tại bây giờ là admin đang cài khóa nó trong trong phần mềm á, là chạy một thời gian là bao nhiêu giây là không có nước lên, admin cho nó tắt đi. Status bơm này. Này. Đâu rồi? Viết lâu rồi cũng cái dự án này admin viết cũng lâu rồi, tạm thời không có nhớ đấy chứ. Cần cho bấm 2 local. Status. Ở đây này các bạn này. Đây đây ha, mình nhìn thấy đây đây này. Giả sử như cái con bơm đây, bơm 1 đầu tiên nó admin nó bơm 1 nhé. Giả sử như con bơm 1 đi. Này, con bơm 1 đang chạy này. Và sau một khoảng thời gian bao nhiêu giây á, nếu như mà cái con pressure fix bơm 1 này, à, cái con này nếu như mà nó không lên á thì làm sao? Thì đầu tiên là báo một cái lỗi là control no pressure là cái này. Và khi mà no pressure thì sao? Khi no pressure thì ngắt cái con bơm này đi ha, no pressure thì ngắt cái thì bị cái con bơm này nó bị ngắt ha, được chưa? Đó rồi, nên là tương tự này các bạn nhìn đó này, nó báo này no pressure này. À, rồi tạm thời bây giờ admin sẽ forward cho nó là gì, có tín hiệu đầu tiên là có tín hiệu áp suất lên ha, bằng một này và bằng một này. Ok rồi, nhấn đây này. Đó ha, rồi quay qua đây admin nhấn đi reset. Đây các bạn nhìn thấy thử khác biệt chưa? Đó ha. Khi mà admin mà nhấn có áp suất lên cái thì cái đèn khi nãy nhá. Các bạn nhìn thấy nhá, cái đèn khi nãy nhá đang là ở trạng thái là màu vàng đúng không? Nâu, giả sử cái con 1 là áp suất đang thấp nhá. Đó. Con 1 áp suất đang thấp. Đó thì kia thì con này có màu vàng ha, được chưa? Đấy, con này màu vàng. Đây, con này chuyển qua màu xanh rồi này. Đây, bây giờ mình nhấn này. Con này chạy này ha, con nhấn này. Đó, con này cũng chạy, được chưa? Đấy, con này chạy, bây giờ mình sẽ chuyển qua đây ha, mình chuyển Ford này qua đây, mình cho nó là lên gì, lên màu xanh luôn. Đấy, con là pressure. Đó, pressure này lên màu xanh luôn đó ha. Đó thì khi mà hai con này này nó báo lên màu xanh này nghĩa là đang có áp suất lên. Đó, nó có áp suất lên.
Rồi, đang chạy giờ mà nó bị lỗi thì sao? Thì ở đây các bạn nhìn thấy này, nó đang báo cái lỗi tiếp theo là lỗi no ready này. Lỗi no ready này là cái lỗi mà khi mà chạy được một thời gian nhưng không có tín hiệu feedback run. Đấy à, đây là feedback có áp suất lên này, nhưng mà không nhận được feedback run. Run thì nó sẽ báo lỗi no no gì? No ready là chưa sẵn sàng á, nên là mình cho nó là một luôn. À, ha. À, no ready được chưa? Đấy. Rồi, reset này. Bây giờ nhấn chạy lại không được nhé các bạn ha. Đó, nhấn chạy lại mình phải nhấn reset đi ạ. À, rồi mình nhìn nhấn chạy lại ha. Đó. Nhấn thằng này nhấn không được. Mình phải nhấn reset đây và nhấn chạy lại đây ha. Đó. Nó nước bắt đầu chảy lên đây ha. Đó. Nếu như admin nhấn ở đây này là khối là gì, đang manual đi, admin nhấn là tham men này. Đó, tham men thì lập tức là con này nó chạy này. Đó, tham men con này nó chạy này. Đây là 1 giờ ha. Sao ở đây không thấy nó đếm lên ta? À, 1 phút nó mới đếm lên các bạn ha. Đấy các bạn nhìn thấy này, bây giờ nó 1 phút đây này ha. Đó, 1 phút đây. Giả sử như admin ở đây, admin cho nó là modify, cho nó là 2m đi ha. T tăng 2m ha, 2 phút thôi. Đấy là 2m là 2 phút. Được chưa? Đó ha, 2 phút nhé. Thì con này chạy xong bắt đầu sẽ chuyển qua con này. Này 40 mấy này này. Này. 2 này. Đấy, đấy, các bạn nhìn thấy bây giờ con này chạy này. À, con này chạy này. Đấy, và con này sẽ bị tắt đi. Thì đấy là cái chế độ mà mình sử dụng, cái chế độ mà hai con này ở chế độ là manual hết. Hai con này cùng cái chế độ manual hết nhưng mà mình set tham men, nghĩa là hai con sẽ chạy luân phiên với nhau. Thì tới một khoảng thời gian nào đó thì đối với nhà máy thì người ta thực ra chạy được luân phiên thì người ta không thể set phút được. Nên admin đang set giờ cho người ta ha. Đó, admin đang set cái giờ cho người ta. Ở đây người ta đang set giờ đây. Thì ngoài ra nếu như admin nhấn vào cái chế độ là auto mode này, và bên này admin cũng nhấn auto mode, thì lập tức là gì, tốc độ của hai con này không còn set ở đây nữa ha. Tốc độ hai con này không còn set ở đây nữa các bạn ha, mà tốc độ nó bắt đầu nó sẽ chạy theo cái thằng này này, theo tín hiệu thằng này này. Đó, 1 phút đây này các bạn này, 1 phút đây này ha. Đấy được chưa? Rồi, nếu như mà bây giờ admin ở chế độ là gì? Admin chọn chế độ là auto mode này. Này, automatic này, đó ha. Automatic này. Thằng này admin cũng để chế độ automatic này. Đó được chưa? Thì các bạn nhìn thấy này. Cái nải tần số đây ví dụ mình set là 20 Hz này. Đó thì không được ha, bởi vì là tần số bây giờ nó sẽ lấy offset theo hai thằng là A1 và A2, A1 là cho bơm 1 và A2 cho bơm 2. Mà A1 thì nó so với feedback ở tín hiệu là 0,5V, là đây là một cái hàm thuật toán điều khiển PID. Thì hôm nào ra công trường thực tế, admin sẽ làm cho các bạn cái phần mà điều khiển PID ha, mức nước lên hoặc xuống ha. Đó. Đó, hiện tại bây giờ nó đang set là 0 đấy ha. Thì ở đây này, ở đây là cái hàm mà nó nhận tín hiệu để analog thôi. Thì ở đây hàm nhận tín hiệu analog thì admin có phần xử lý code ở đây ha. Code ở đây là cái hàm đây này, function control analog này. Đấy, các bạn nhìn thấy function đây là write này, automatic read ở đâu này, function read analog này đó ha. Ví dụ như admin đọc ở đây là gì, y=64 đi ha. Y
64 này. Là y cuộc 80 chứ ha. Ở đây admin đọc là giả sử y cuộc 80 đi. Y cuộc 80. Đó, đấy sensor unlock này ở đây admin ghi cho nó là gì? 13824 này ha. Rồi admin nhấn phím tắt này đây. Đây, nước bắt đầu dâng lên này, đó. Đây thằng thành thành 3 này ha. Nó đây, đây là 3 này. Thì đây vẫn là 3 này ha. Admin giả sử admin tắt một con bơm đi ha, chuyển qua chế độ manual này. Admin stop nó này. Đấy là khi mà hai con bơm này bơm lên này thì nước bắt đầu lên này. Nhưng mà giả sử admin tắt đi ha. Tắt thằng này đi. Đồng thời cũng tắt thằng này đi ha. Đó thì bắt đầu nước rút xuống này các bạn này ha. Nước bắt đầu có xu hướng rút xuống ha. Đấy, nước này. Thì sau này á, admin sẽ quay cho các bạn một cái video là cái cách mà đọc tín hiệu từ cảm biến ở đây ha, và so sánh cái tín hiệu điều khiển set feedback BV và SV á, nghĩa là set boy và feedback á, để điều khiển tuyến tính hai con bơm này ha. Hiện tại bây giờ cái này là admin đang viết trên cái phần mềm HDMI KTB Basic. Mà để vẽ được cái giao diện mà cũng khá là bắt mắt mà trên phần mềm KTB Basic này ấy, là gọi là cùng là một thành quả các bạn, rất là phức tạp ha. Đặc biệt cũng đã nắn nót từng ly từng tí để đưa mua một cái màn hình giao diện cho nó đẹp vô ha. Đấy, mình thấy mức nước nó đi xuống này ha. Nó đi rất là chậm là do đây này. Này, do đây các bạn này, do cái xung này này, đó, do cái xung này này nó đi rất là chậm này, nên dòng xung trừ này 1 hẹc và 2 hẹc ấy này, nó đi rất là chậm ha, đấy, nên là nó xuống mức nước rất là lâu, nhưng mà giả sử admin bật lên này, đó, thấy chưa? Thì nước mực nước bắt đầu nó dâng lên nhanh hơn đúng không? Thì đấy thì giống như admin nói, sau này admin sẽ lấy cái tín hiệu feedback từ cảm biến và cái giá trị cài đặt để điều khiển đây này, áp suất điều khiển áp suất tuyến tính, nói chung là đây là áp suất cho hai con bơm nằm đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa đó ha. Thì sau này admin sẽ làm cái phần mà điều khiển tuyến tính cho hai con bơm này đây. Thì video này của admin giới thiệu cái phần mềm là ổn định áp suất trên đường ống á, System Water Supply Coca-Cola Factory. Xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của admin. Xin chào và hẹn gặp lại.